đồ xưa hả cháu? Dạ, đồ xưa và nhang trầm. À, cái cây nhang này là nhang trầm đấy hả? Dạ đúng rồi. Nó thơm quá trời thơm ha. Dạ, cái này 30.000 cây hả? Dạ đúng rồi. À, cây này là đốt 24 giờ. 24 giờ. Dạ. À, thiên hoặc là đem thắp trên chùa á. À, rất thơm rất là lâu. Chứ nhà mình thắp chứ sao mang vô chùa thắp. Dạ. À, mang vô chùa đêm 30 mình mang vô chùa mình cắt hương. À vậy hả? Là à, mang vô nhiều người thắp quá nó trộn lộn tùng phèo đâu có. Dạ đúng rồi, mình mang nói chung là tùy tâm thôi. À, à mình bán ở đây bán đồ xưa hả cháu? Dạ. À, để chú coi xe chú đâu rồi. À kìa. À tất cả các loại đồ xưa hả? Dạ. Đâu mình bán cái đồ gì đâu cháu có thể giới thiệu được không? Dạ. À cái đờn. Cái đờn này. Cái đờn này xưa hả cháu? Dạ. Ủa cái đờn điện tử mà. Đồ điện nhưng mà nó cũng rất là xưa rồi. À vậy hả? Dạ. Như cái đờn này thì mình bán khoảng bao nhiêu tiền cháu? Cái này rồi. À, trên 10 triệu. À, còn mấy cái bình kia xưa không cháu? Dạ, bình đó là bình xưa hết. À, bình xưa hết luôn hả? Trong cái tủ kia cũng xưa luôn hả? Đúng rồi. Như cái bình xưa vậy thì nó mắc không? Dạ, giá trị cao chứ. À, là khoảng bao nhiêu tiền một cái? Đó, tùy loại chứ, từ vài triệu. À, vài chục triệu. À, vài triệu đến vài chục triệu hả? Ờ. Có cả cây đờn này nữa ha. Đồ xưa vài triệu đến vài chục triệu. Hả? À. Dạ. Mình ở đâu đến đây bán? Dạ ở Long Khánh luôn chú. Ủa chỗ nào? Dạ đây đây là đồ cổ của anh em trong ở Nguyễn Trung Trực cà phê Cao Cốc đó chú. À Nguyễn Trung Trực á hả? Dạ. Anh chàng dây tóc dài 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 đúng không? Dạ không, cũng ngắn à. Hả? Đây anh chủ quán này nè. Đâu, anh đâu rồi? Cà phê Cao Cốc đó chú. Đâu đâu đâu. Đây anh này, mới ơi. Ủa, anh này mới là cà phê Cao Cốc hả? Dạ anh này chủ cà phê Cao Cốc. Hôm bữa Nguyễn Trung Trực có anh kia là anh cũng có một cái quán. À, anh cũng có một cái tiệm bán đồ cổ mà giờ anh nghỉ rồi, anh dời đi chỗ khác rồi. Cà phê đồ cổ của Trực lớn lắm anh. À anh Trực à? Trực Nguyên ngay chỗ đường Trực Nguyên. Còn mình có dính với gì với Trực Nguyên không? Dạ có dính tình cảm à. À tình cảm thôi. À hôm bữa trước mình có quay cái video của Trực Nguyên đó. À à rồi. Trực Nguyên là anh em với Nguyên. À trong hội đồ cổ mà đúng không? Dạ. À. Rồi. Đây. À, mấy này là đồ cổ xưa đây hả? Dạ mấy này đồ Biên Hòa anh. À đồ Biên Hòa hả? Mình ở Rí Giang Hàng mình là đang nói về văn hóa của miền Đồng Nai của mình. À miền Đồng Nai của mình. Cho nên à. Là mình trưng bày một đa số là những cái gốm của Biên Hòa. À một số hiện vật của gốm Biên Hòa. Đa số là gốm Biên Hòa. À. À những cái bình, những cái chậu. Như cái này thì nó sản xuất vào cái năm nào? À những cái bình này thì nó nằm từ khoảng năm 1000 đa số những cái này nè, à. Chứ không phải là chỉ riêng cái này. À. Thì nó từ năm 1912 đổ lại đây. À, 1912. Ví dụ như một cái bình 1912 thì giá nó khoảng bao nhiêu tiền? Dạ tùy anh, nó cũng có tùy thuộc vào cái hãng nào. Ví à. Dụ như là trường gốm Biên Hòa hay là cũng nó có cái mộc người ta gọi là mộc gốm trường. À. Nó sẽ rất là mắc. À. Có những bình nó đã lên tới hàng trăm triệu. À hàng trăm triệu. Nhưng mà cũng có những cái bình nó không thuộc ở trong cái dòng gốm của trường đó. À. Thì nó tầm cái giá rất là bình dân. À cái trường có nghĩa là trường đó dạy về nghề gốm đúng không? Đó là à. Trường Mỹ thuật Biên Hòa. À Mỹ thuật Biên Hòa. Mỹ thuật Biên Hòa do cái ông bà Balit là những người Pháp á. À. Họ qua cho nên là mình thấy những cái gốm Biên Hòa như này nè. À. Có cái hoa văn rất là hiện đại, rất là tây. À. Và mình có thể trưng ở trong tủ hoặc là ở ngoài hay là ở góc. À. Ở góc bàn, ở góc nhà. À đúng rồi. Đẹp. Cái gốm của Đồng Nai nó khác với lại cái gốm mà của cái gì ở ngoài Hà Nội không ở ngoài Bát Tràng là nó không có mang tính thuần Việt mà nó có một chút gì đó rất là tây ở trong cái men sứ của nó đúng không, với cái hoa văn màu sắc đúng không. Bát Tràng thì cũng là thuần Việt. Bát Tràng là thuần Việt cũng cả đã mấy trăm tới mấy trăm năm rồi. Dạ, nhưng mà Bát Tràng thì đó là ngoài Bắc. À. Dạ, còn trong Nam mình thì bắt đầu là người Hoa hôm qua là từ gốm Tây Mai, à. Sài Gòn, gốm Bạc Liêu, rồi sau đó là gốm Biên Hòa là nó hiện đại nhất. À. À.
Rồi như mình ở đây bán cái bình mà mắc nhất thì khoảng bao nhiêu tiền? Mình cũng không nói được anh. Cái giá thì nó tùy thuộc vào cái người họ họ yêu thích. Không phải họ yêu thích, cái mình nâng giá lên, ý là mình có nghĩa là trong cái số mà gốm Đồng Nai á, có nghĩa là cái bình mà mắc nhất ở đây mình trưng thì mình bán nó vào khoảng bao nhiêu tiền? Dạ cái đó thì em cũng không có nói được. Vì có những cái bình thì nó có mọc, những cái bình thì nó không có mọc. Thì bình đẹp, bình xấu, bình bể, bình nứt hay là bình này kia, cho nên là em không có báo giá được. Mình nói ở đây. Nếu mà ai mà bắt đầu họ họ tìm hiểu hoặc là họ muốn mua là những cái này cái kia thì mình sẽ báo giá. Vậy ở hả? Ở đây thì nhiều lúc mình báo giá rồi còn thanh thiên này nè, tụi em cũng đâu có rào gì đâu, bảo vệ gì. Đúng rồi, báo giá nó cao quá đúng không? Có bộ đây bộ trường kỷ. Trường kỷ. Trường kỷ gỗ lim. Cái này nó xưa không em? Bộ này thì nó cũng tùy anh. Bộ này thì không xưa lắm. Này thì khoảng mấy chục năm thôi. Mấy chục năm thôi hả? Chục năm. Nhưng mà được một cái đây là cái gỗ lim của Thanh Hóa. Gỗ lim Thanh Hóa. Gỗ lim họ đục chạm rất là coi như là về cái mà đánh bát đồ nó lên mình vẫn để y nguyên riêng về luôn. Cái này mình không có đánh bát. Nó mờ mờ vậy nè. Nó mọc hết luôn. Có cả cây cái gì? Mấy hắc dĩa nữa. Mấy hắc dĩa than. Mấy đắc dĩa than. Rồi. Chủ yếu là vậy thôi, đúng không? Đây là bộ này bộ bàn ghế xưa luôn hả? Dạ bộ bàn ghế xưa đó. Rồi quá trời gốm ha. Gốm sứ quá trời ha. Là gốm Biên Hòa thôi. Còn bên mình là bán hàng đời mới hay đời cổ? Dạ đời mới. Đời mới à? Chứ không phải đời xưa hả? Dạ da cá sấu. Da cá sấu hả? Cái này da thật không? Dạ da thật chú. Nếu mà giờ một cái sợi da da liền luôn á chú. Một sợi da thật về thì nó mắc không? 2 triệu không? Dạ không. Thì con bán giá mềm. Là bao nhiêu? Sợi này là 4 phân 850. 850 nghìn. Chú cứ tưởng là cái bóp này nó phải vài triệu chứ. Còn cái bãi nhỏ hơn là tụi con bán tới 650. Vậy hả? Rồi đây nữa. Dạ bóp nhiều loại em chú. Quá trời. Có nguyên con cá sấu thiệt luôn á hả? Dạ cá sấu thiệt tụi con thuộc rồi chú. Là thuộc da đi á. Dạ thuộc da rồi. Độc quá ha. Đủ thứ ha, da cá sấu kia nữa ha. Rồi cảm ơn cháu nha, có điện thoại để nghe chú nghe thử coi có vụ gì.